Alo, xin chào tất cả mọi người. Con này nó chỉ có 17 triệu. Chào mừng mọi người đến với kênh chó Bắc Hà. Béo lên rồi. Hôm nay là phiên chợ ngày 12 tháng 2. Sắp đến ngày lễ tình yêu rồi. Đây, hôm nay chợ chó rất nhiều chó đẹp bà con nhá. Đây, chúng này là đồng dài này. Nó cắn không nhỉ? Không. Ủa ơi, tóc dài thế. Như nói, huấn luyện để từ lâu rồi. Con tóc dài này bao nhiêu tiền đấy? Này, con tóc dài này bao nhiêu tiền không ơi? 25 triệu ạ. 25 triệu em tóc dài. Thế em hơ mông cọc này. Hơ mông cọc này 8 triệu. Hơ mông cọc này 8 triệu. Mua chó đây, chị giờ giấu. Hơ mông cọc xá bồi. Chả đấy mua chó cho thằng em gì nhỉ? Con xá này, con xá này bao nhiêu tiền nhỉ? Con chó có 102 triệu mà không dám mua gì. 18-18-12 triệu. Chó không biết mua nữa thì chịu nhỉ? Đây là cọc 102 triệu. Con cọc này bao tiền đấy nhỉ? Con này 12 triệu. Con này 12 triệu này. Cọc cái lưỡi thép. Cọc cái lưỡi thép 12 triệu này. Lưỡi thép này. Lưỡi đen xì này. Con này bao tiền đấy em ơi? 9 triệu thôi. 9 triệu à? Mọi người gì? Lưỡi đẹp hết. 9 triệu này. Con này 9 triệu tại chợ Bắc Hà. Tuyên màu này. Bà con nhé. Tuyên màu. Nào, xem mấy con đen này xem nào. Con cọc đen bao tiền? Cọc đen đấy hả? Rồi, tai bé. 4 triệu. 4 triệu này. Rẻ. Nó còn có cây để tít cho sao. Ok, cọc nét rồi, đẹp. Tít. Cọc tít, rồi. 4 triệu này. Nét. Con đen này, hai con đen này, con đen này bao tiền? Con đen này là 3,5 triệu. 3 triệu rưỡi con đen này. Giới tính cái này, ok. Con này là cô gái này. Đen ít này. Đen ít hơn bao tiền? 4 củ. Ôi 4 triệu này. Sản đắt hơn này. Đắt hơn 500. Thế con Bà Hà đẹp thế. Ủa, đồng dài nhỉ. Được các bạn. Con này bao tiền đấy? 13 triệu. 13 triệu quay lưng được sao? Nông dài. Nông dài thật. Con này. Con này được cái. Ây à, con này to nhỉ. Đẹp nhỉ. Bao tiền đấy? 13. 13 triệu này. À. Con hai con này bao tiền con? Con này là 12 triệu này. 12, con này. Con đấy là 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi. À, một con 9 triệu rưỡi, một con 12 triệu. Xem con 12 triệu nhá. Mọi người con 12 triệu thì em thấy tương lai này. Dáng nó cao này. Dáng cao nhá, mặt to ơi. Đây, xem nào. Con đấy cao to đấy. Cao nhỉ. Nhìn cao dài người ấy. Gióng dài này lớn này. Ông nào chăm tốt cho con này đẹp lắm này. Con này 12 triệu này, nó rơi vào trạng khoảng 10 cân rồi. Đẹp tay thế không tí ạ? Đẹp nhỉ. Đẹp tay hơn chủ được. Đẹp dài thật. Đấy, con này con 12 triệu này, to này. Cao to. À đây, ra chỗ này nhá. Chỗ này thì là có 3 triệu một con hay 3 hay 4 triệu một con không? Lông được cái lông vừa dài. Nghe thấy người thì em rồi nghe thấy là giao được 3 hay 4 triệu một con đấy nhá. Lông rất dài này. Đấy mọi người này. Người... Đấy, nhiều chó. Nhưng mà hôm nay hàng đẹp thì nó đắt các bác ạ. Đây, con này là con 102 triệu này. Đấy, 102 triệu này. Đây ra chỗ chợ bản nhá. Chó của bà con mang xuống nào. Chó bà con mang xuống là thế nào? Không đắt đâu. Bao nhiêu tiền một con ông ơi? 1,5 triệu là rẻ rồi. 1,5 triệu mua được. Màu đỏ này 2 con 3 triệu mua về nuôi thằng. 3 triệu 1,5 triệu một con này. Không, có đuôi hết. Có đuôi. Đuôi dài đấy. Bằng nhau hết. 1,5 triệu mua được này. Con này nó to, 20 cân. Hơn 20 cân. Hơn như con bố luôn. 1,5 triệu một con này các bác này. Đấy, chó trên bản mang xuống này 1,5 triệu này. Có bản đấy, đúng bản. Ông bế nó xem nào. Mình mua nó đẻ, con mẹ nó đẻ ra thì có 1,5 triệu thôi này. Có ấy đâu mà có. Chó này giống chó Bắc Hà. Bắc Hà như con gấu. Lông hơi ngắn một chút. Là sao?
rồi con chú. Cái là 1,5 triệu này. 1,5 triệu con mua được này. 1,5 triệu mua đây. Chả đây là khổ con. Con này bao tiền đấy? 1,5 triệu này. Con này 1,5 triệu này. Cọc à? Hay dài đuôi đấy? Dài đuôi hay cọc đấy? Ờ, cọc xù à? Cọc xù. Con này bán bao tiền này? 1,5 triệu. Cọc xù cầm tin luôn. 1,5 triệu đấy nhỉ? Đảo đuôi luôn. Con này lên bao nhiêu? Con này lên bao nhiêu? Con này 1,5 triệu. Ôi, cái này này. Con này 1 triệu. Con này 1 triệu á? Cô chẳng nhá. Không. Cô chẳng được không? Không. Con này 1,5 triệu này, 500. Con này 1 triệu này. 500 bán không? Con cọc có bao nhiêu tiền đây? 8 triệu anh. 8 triệu. 8 triệu con cọc này. Con nó trắng này. Trắng 3,5 triệu. Trắng 3,5 triệu này các bạn này. Cũng mua giá này mua được. Con này mua bao tiền đấy nhỉ? Con vàng vàng đấy kìa. Con vàng vàng mấy đi. Đấy, trong lòng này. Con này 3,5 triệu này anh em này. Mua được này. Giá là khá hợp lý này. Con này bao tiền? 3 triệu này. Con này 3 triệu. Con này 3,5 triệu này mua được này. Đấy, chó trên bảng mang xuống đấy. Con đen đấy bao tiền bà? Của con đen này 4 triệu. Cái à? 4 triệu à? 4 triệu này con này mua được này. Con đấy bao tiền ạ? Bé đấy nào của? Con cọc kia 1,2 triệu. Con này 3 triệu. Con này mấy triệu? 4 triệu này. Đấy. Giá trên bảng thì con nào đẹp nó vẫn cứ đắt các bạn ạ. Con này bao tiền nhỉ? 4,5 triệu. Bao nhiêu? 4,5 triệu. Đấy, trên bảng đây này. Đấy, 4,5 triệu nhá. 4,5 triệu đây này. Có cái. Cái. Ba hà cái, 4,5 triệu nhá. Đấy là chó trên bản mang xuống đấy. Ô, con này xem nào. Bao tiền một con đây? Bao tiền một con đây? À, chủ không ở đây à? Bao tiền? 2 triệu một con này. 2 triệu này. Đây chó bản nhá. Chó bản này để về mà các bác mà muốn mua thì thứ nhất là về phải tẩy giun nhá. Tẩy giun sau 5 ngày thì các bác bắt đầu tiêm phòng nhá. Mà chế độ cho ăn là các bác cũng phải cho ăn cơm không nhá. Khoang là bao tiền đấy? 2 triệu à? Cho bạn này 2 triệu này. Mặt vá lung tung này. 2 triệu này. Đốm lung tung trên người này. Giá này hơi cao. Hai bạn này sống lại. Nhân vô tập đoàn. Chưa bán được à? Ừ. Bao nhiêu tiền một con nhỉ? Một con 3,5 triệu, một con 3 triệu này. Đấy. Giá này cũng khá hợp lý này. Mua tạm được. Hai con đực. Ba triệu rưỡi với 3 triệu nhá. À, đây là chó lông mồm ngày xưa đây. Con này bao nhiêu tiền ông ơi? 300. Bao nhiêu? 300 nghìn này. Ôi, con này mua con này về 300 nghìn thì nuôi tuyệt vời luôn này. Con loại này là loại coi nhà cực kỳ tốt luôn. Giữ lắm. Loại giữ nhá. Loại này cực kỳ giữ luôn đấy. Con được đấy, ăn ngon. À. À. Loại này là coi giống qua của người Mông cũ này. Chó 4 mặt đấy. Con mặt coi nhà tốt lắm con này. Con này dữ lắm nhỉ. Đấy. Con này nếu mà để mua coi nhà coi vườn người trước ok này. Giá có 300 nghìn thôi. Ôi tuyệt vời nhỉ.
Đấy, các bác cũng mua con này nó cũng ok nhá. Theo lời khuyên của em thì nếu như bác nào mà tìm được con như này mua là rất tuyệt vời này. Em nói thẳng là em phải để đạt đến 1.000 người thì em mới phát được trực tiếp ở trên trên cái này của em, cái trang này của em. Hiện tại có hơn 600 người theo dõi rồi. Nên là chưa phát được trực tiếp được. Nếu mà mọi người xem thấy hay thì cho em xin một nút đăng ký kênh với ạ. Thì em mới phát trực tiếp thì em sẽ mua trực tiếp cho các bác được ở chợ được. Đấy, dữ lắm. Đây, con này này. Con này có 300.000 được các bác ạ. Đấy, cả ship nó có 500.000 thôi. Về qua nhà thì tuyệt vời luôn. Này, em zoom cho em xem này. Con này tuyệt vời luôn. Đúng lắm đấy. Loại này cực kỳ dữ nha. Qua nhà cực kỳ tốt luôn. Này, 300.000 này, nó xứng đáng đồng tiền này. Mọi người xem video em đăng ký kênh với em. Em đạt được 1.000 người thì mới phải trực tiếp ở trên cái trang này. Rồi, em tạm thời chia tay em này nhá. Em đi xem em khác nhá. Con này bao nhiêu tiền đấy? Con này á? Con này 1.8 triệu. 1.8 triệu này, vàng rơm này. Đấy, tính được cái đấy. Đực, bàn rơm này, đực này. 1.8 triệu này. Để đi ăn đêm này, cùng cái đáp. À, đây lồng mới ra nào. Sao nào, sao ba chủ chó nào. Bà chủ cái gì, có mấy con chó đang đi bán thôi. Mình mấy trăm nghìn một con, mấy triệu một con nào. Để thôi, lấy con nào thì lấy đây. Cái con này hơi bị đẹp luôn á. Có con chó xù mấy. Con này đẹp không? Con cái. Đây, con xù đây. Đây, con trắng đây. Ôi, nó phúc khổ anh ơi. Con này nó cắn nhau một tí thôi mà. À, chú Túc Mai Hoa đấy nhờ, chú bám cổ đấy. Con lấy bao nhiêu tiền? Con này á? Ờ. 800 thôi. 800 này đấy, giả trước. Giả bao nhiêu tiền một cân đấy? À? 250. Bao nhiêu? 250. 250.000 một cân à? Đẹp nhờ. 250.000 một cân này. Con này nó rơi vào 2.7 cân. Gà mông. 250.000 một cân. Gần triệu con gà đấy. 250.000 nó phải 700.000 một con gà. Mọi người ơi. Mọi người ơi. Rồi đó, đây nữa này. Ôi ơi, đây này nhiều chó đẹp chưa này. Con nhỏ nhỏ đấy bao nhiêu tiền đấy? Con nhỏ một con 6 triệu ạ. Bao nhiêu? 6 triệu ạ. 6 triệu một con này. Ít thì mở tiền ạ. Ít rồi. 6 triệu một con. 6 triệu một con. Con to này bao nhiêu tiền đây? Con này 12 triệu ạ. 12 triệu này. Đây. Cho mọi người xem một con chó Bắc Hà Lai hơn một cọc nhá. Đây đây là một con chó Bắc Hà Lai hơn một cọc này. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái bộ lông nhá, mặt thì là của Bắc Hà nhá. Nhưng đuôi này là cụ đuôi nhá. Đấy là một dòng chó cũng là gọi nhà rất tốt. Lấy luôn hai bản gen của chó hơn một cọc và Bắc Hà nhá. Đấy. Cái mặt của nó thì là nửa hơn một cọc, nửa Bắc Hà, cái tai hơi bênh nhá, các bạn thấy chưa? Đấy. Con này bao nhiêu tiền? 3 triệu rưỡi này. Con nhà tốt lắm nhá. Mọi người ơi, nhiều chó đẹp quá, mọi người giúp em đăng ký kênh cho em ơi. Con này mấy trăm này? Bao nhiêu? 1.5 triệu ạ. Con nó sáng là 1.500.000 này. Con chó trên bản mang xuống nha, của người công nha. Rồi mọi người, thời lượng nó 16-17 phút rồi. Nên là em xin phép vào cái chỗ này nữa là em quay đàn chó trong này xong rồi tấn thoát nữa. Ô, tiền chó đẹp thôi. Nhưng mà đắt.
Hello các bác, em là chủ chó. Rồi. Con bé này một tuần nó bán có 10 con thôi. Bốn con chỉ lấy có 1 triệu thôi. Vài trăm bạc mà bác cứ làm quá. Thì ta cứ tăng lên rồi một tí. Nó làm 40 triệu à? Ờ. Ô con này đẹp thế nhỉ? Con này bao nhiêu tiền đấy? Con này? Ờ. 5 triệu. Bao nhiêu? 5 triệu. Ô, tên là gì đây? Cháu tên là gì đây? Thành Long. Long à? Gì Long đây? Thành Long. Họ gì? Họ Vàng. À, Giàng Siêu Long à? Họ Vàng. À, vàng Tiểu Long à? Vàng Thành Long. À, Vàng Thành Long, rồi. Vàng Thành Long thì bế con chó đấy xem nào. Mấy triệu? 5 triệu. 5 triệu, đây là trên bản nha, bố cho mang đi bán à? À, đây à. 5 triệu đây. À, bán một con chó đây thoải mái mua quần áo nhỉ? Ôi, đây là Vàng Thành Long nhá. Ở xã nào đây? Xã Quang Hồ Thần. À, Quang Hồ Thần, Simacai à? À, trên Simacai xuống nhá. Xin giới thiệu với mọi người là xã Simacai và xã Bắc Hà năm 2011 nhá. Là cùng một huyện nhá, nhưng mà đến năm 2011 thì là tách huyện nhá, thành huyện Simacai và huyện Bắc Hà nhá. Đấy. Thế là giống chó này vẫn được gọi là giống chó Bắc Hà nhá. Rồi, ok. Quay dài thế rồi. Chào cả nhà nhá, hết rồi. Rồi, nhập nhật lúc mai hoa 5 triệu. 5 triệu. Rồi, em xin phép xuống đây nhá. Chào bạn Vàng Thành Long nhá. Bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. Học lớp mấy rồi? Học lớp 6. 6 à, 12 tuổi mà học lớp 6 à? À đúng rồi nhỉ. Rồi đúng rồi, 12 tuổi học lớp 6. Rồi. Chào bạn Vàng Thành Long nhá.